Các bác thân mến, tiếp tục ở chương trình video clip lần này em sẽ lên sóng và giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về bộ cấu hình này. Trước hết thì các bác nhìn thấy gồm có cặp loa Tannoy Berkeley sử dụng cổ 3828. Thứ hai đó là chiếc âm ly Denon S10 2 la mã và thứ ba đó là chiếc đầu CD Denon S10 2 la mã. Và trước khi đi vào tìm hiểu cụ thể về bộ ba sản phẩm này thì em xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình này và sau đó thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát tìm hiểu cụ thể về từng mẫu sản phẩm. Quê tôi ở tận miền Trung, non cao cách chợ muôn trùng. Quê tôi nắng hè yêu ấm, mùa đông lành buốt con tim. Em tôi gái Trà Mi, cao nguyên suối đỏ xe tình, tay em hay trà duyên dáng. Trà Mi là cánh lan lại cài tóc cho em, chung trà đượm thắm môi em. Chim non hát tặng lời ca, hoa sim tím cả bên em hãy trà chung bữa. Trà Mi tròn ước đôi gái đẹp Trà Mi, cao nguyên suối đỏ xe tình, tay em hay trà duyên dáng. Trà Mi là cánh tóc cho em, chung trà đượm thắm môi em. Chim non hát tặng lời ca, hoa sinh tím cả chiều ta. Bên em trà chung bước, Trà Mi
tròn ước đời. Và như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ ba sản phẩm này rồi. Trước hết thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa trước. Đây là mẫu model rất là quen thuộc rồi mà bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu và test âm gửi đến các bác rất nhiều. Về cách thiết kế thì các bác thấy rất là rõ, nó sử dụng một loa bát có đường kính là 40 cm và ở phía bên trong thì nó sử dụng một loa chép đồng trục. Gông loa thì được bố trí gông loa màu vàng, ở trước mặt thì các bác thấy nó được bố trí mặt màu đen. Ở phía dưới thì nó sử dụng hai cái vi tinh chỉnh và hai lỗ thông hơi được bố trí chia đều cho hai bên. Các bác thấy rất là rõ thông số của nó đây. Và cái sơ đồ thiết kế về phần củ loa bát cũng như là về phần loa chép của nó ở phía bên trong. Đấy, hai cốt server. Và đặc biệt thì các bác thấy trên cái tem này của nó thì còn rất là đẹp. Các chữ của nó thì vẫn còn lung linh, chưa bị phai mờ gì cả. Đấy. Xung quanh thì được bố trí thùng màu vàng, vân gỗ. Cặp loa này thì nó cũng có chiều cao vào khoảng 85, ngang vào khoảng 54. Và sâu vào khoảng tầm nhìn hơn 30 một chút, vào khoảng 31 gì đó. Mỗi một chiếc loa này có trọng lượng vào khoảng 35 kg. Cặp loa này thì rất là nặng. Đây là chiếc ở phía bên tay trái. Các bác thấy các tuyến loa của nó thì rất là đẹp rồi. Đấy, nón loa, rồi màng loa, gân loa, gông loa. Đấy, các bác thấy rất là tuyệt vời nhá. Và đối với dòng này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Những dòng âm ly đèn của Mark Intoc, của Lukman. Rồi là các bác có thể lấy những dòng âm ly bán dẫn của Acufei, Mark Intoc. Thì các bác đánh rất là tuyệt vời rồi. Và cặp loa với tình trạng mỹ mãn như thế này thì các bác thấy Ekang đây còn rất là tuyệt vời. Cặp loa này thì có mức giá là 50. Đấy, các bác thấy thì hiện nay thì có những shop bán thì có thể thấp hơn một chút. Tuy nhiên thì các bác thấy với tình trạng của sản phẩm thì chắc chắn thì sẽ không bao giờ bằng được cặp loa này. Đây là cặp loa thì bên cửa hàng của chúng em tuyển chọn thì rất là ưng ý về hình thức cũng như là về cái chất lượng của sản phẩm. Đấy, các bác thấy rất là mỹ mãn. Góc cạnh của nó thì vuông đét luôn. Đấy, đó là về cặp loa. Đây là bộ đôi combo. Các bác thấy thì thông thường đối với những dòng loa Tannoy thì rất nhiều bác hay sử dụng những dòng âm ly đèn hay là những dòng âm ly của Acufei đánh. Tuy nhiên thì ở video clip này thì em phối ghép bộ combo này để kết hợp với cặp loa Tannoy này để test âm gửi đến các bác để các bác có thể tham khảo. Đây là những dòng âm ly mà cho chúng ta có thể dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Các bác có thể đánh với những dòng loa của châu Âu, những dòng loa Mỹ, loa Nhật nó đánh rất là hay. Đây là những dòng âm ly nó sử dụng công nghệ Ultra và sử dụng sò MOSFET. Thông thường thì các bác thấy những dòng 2000, 2 la mã, 3 la mã, 4 la mã này, đấy, hay là những dòng AE thì các bác thấy thì nó sử dụng 4 con sò MOSFET thôi. Tuy nhiên thì sang dòng S10 2 la mã này thì nó sử dụng lên tới là 16 con sò MOSFET. Các bác thấy một sự cải tiến đáng nể trong cái phân khúc của dòng Denon này. Về cách thiết kế thì các bác thấy tổng thể ở mặt trước của nó thì nó được thiết kế cũng giống với dòng từ những dòng 2000 4 la mã. Đấy, các bác thấy thì 2003 la mã thì các bác thấy nó được thiết kế tương đồng giống nhau về cách thiết kế chế độ chỉnh bát, chép, ba lăng, DJ, volume, rồi là Z-out selector, input selector. Về tổng thể mặt trước của nó thì các bác thấy nó được thiết kế tương đồng giống như vậy. Tuy nhiên thì các bác thấy cái điểm phẳng của nó thì nó sử dụng trên một cái khuôn phẳng như thế này. Đấy, nó không có điểm G, điểm lõm như dòng 2000 AE hay là những dòng 2000 4 la mã. Các bác thấy nó khác biệt hoàn toàn. Và chiếc đi này thì nó có trọng lượng nặng hơn, lên tới là 30 kg trên một chiếc này. Các bác thấy rất là khủng. Và nó có công suất tiêu thụ điện là 300W. Và đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm thì nó thổi ra là 100W trên một kênh. Và đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm thì nó thổi ra là 200W trên một kênh. Đủ để cho chúng ta có thể đánh với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Đặc biệt những dòng loa có công suất lớn. Các bác có thể đánh rất là phê rồi. Chất âm thì rất là tinh tế. Và lúc nãy thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chất âm của bộ cấu hình này rồi. Và chiếc đi này thì có mức giá là trên dưới 26 một chút. Các bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em. Thì em sẽ báo giá cụ thể cho các bác vì đây là chiếc đi cũng mới về cho nên thì em cũng chưa báo giá cụ thể cho các bác được. Do đó thì em báo giá khoảng trên dưới 26 để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Ở phía trên thì các bác thấy đây là chiếc đầu CD Denon S10 2 la mã. Có thể nói đây là một bộ đôi combo rất là đồng đều, đồng khuôn với nhau. Về màu vàng chanh giống nhau và kích thước của nó size giống nhau. Đấy. Các bác thấy thì đối với dòng âm ly Denon S10 2 la mã và S10 3 la mã này nó ra đời để cho nó dành cho nhau rồi. Đấy. Bộ đôi combo thì rất là phê. Đối với dòng mẫu đầu này thì mắt của nó cực kỳ là khỏe và bộ cơ của nó chạy rất là mượt mà rồi. Và đây là mẫu đầu lại thuộc dòng 2 trong 1
vừa chạy đĩa CD, ngoài ra lại cho chúng ta có thể giải mã DAC. Đặc biệt là bác nào nghe những dòng nhạc từ trên mạng xuống thì các bác có thể sử dụng bộ giải mã DAC của chiếc đầu này, thì nó sẽ giải mã làm cho bản nhạc của nó có độ trong sạch, chi tiết và bóc tách hơn rất là nhiều. Và chiếc đầu này thì em nhớ cũng có trọng lượng vào khoảng tầm 14 hay là 14,5 kg gì đó, nó cũng rất là nặng đấy. Và chiếc đầu này thì cũng có mức giá là dưới 20. Và một cái ưu điểm để các bác thấy nhá, đây là chiếc đầu còn nguyên cả thùng xốp, đầy đủ phụ kiện đi kèm theo cho các bác, cho nên thì có mức giá là dưới 20 đấy. Đây là mẫu đầu cho chúng ta vừa chơi vừa có giá trị trưng bày sưu tầm rất là cao. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip này thì em cũng hơi dài một chút rồi, thì em cũng tranh thủ giới thiệu sơ qua đến các bác và em cũng báo giá khoảng và báo giá cụ thể cho các bác về bộ ba sản phẩm này để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Và cuối cùng thì các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.